Mecha, Necromon. Wow. Đẹp không? Đẹp hả? Anh ơi. Đẹp nhất. Đây là ý thích chung kìa, trong Mon thích không kìa? Đây là món quà của một fan hâm mộ đã gửi tặng cho Mon và Kaka. Và món quà rất là ý nghĩa. Thank you my friend. Xem TV trong nhà nhá. Nhà vậy anh ngon thì để ba đi đón chị nữa chứ. Ừ. Chị để cho chị chơi với con nhá. Ngoan nghe chưa? Mà đi đây. Chơi với chị đi nghe chưa?
cảm ơn chị gì kìa. Ừ. Đấy. Nào. Chị sóc bỏ tiền ra môi ra đấy nhá. Nghe chưa? Nào. Ăn bỏ đó. Ừ. Đâu con? Ăn ít thôi để mẹ ăn cơm nhá. Ừ, chị cho con kìa. Xin chị cho. Ừ. Rồi. Được. Cảm ơn chị nhá. Ừ. Cảm ơn chị nhá. Lát rồi đây em chơi với chị nhá. Em đang xuống ăn cơm nhau. Big fan gửi sang con này Mon ơi. Nào. Đây nè. Đây Mon nè, quần áo nè. Đây là của Ca. Đây của Mon. Mon xem nào. Tránh nha bạn, xem nào. Ra đây ra đây bạn xem nhá. Của một người giấu tên hiện đang ở Hà Nội. Rất muốn gặp con đấy Mon. Để ba xem nào, món quà nhỏ xinh xinh. Ừ. À, của người ngoài gửi này. À, thì ba thử xem nào. Được không nhá. Đâu rồi, em Cao đi đâu đây? Em đi em Cao đây rồi. Đang bảo chơi với chị à? Hả? À. Wow. Ôi, Mon có hai bộ nha. Ca có mấy bộ con? Hai luôn. Hai luôn hả? Để mặc xem em Mon mặc có đẹp không nào. Đây Mon. Nào. Ấy, con nhìn rộng nha. Đẹp không? Ơi, hơi rộng một tí nhưng mà không sao, đẹp lắm. À đây chị xong lấy quần nhà em này rồi. Đây rồi, mặc quần trắng nha. Có hai cái đấy của em Ca hả? Giỏi quá. À, đứng dậy bay cho nào Mon, đứng dậy, đứng đây. Wow, đẹp không? Đẹp hả? Mon ơi! Đây nào. Ê, thích chụp kìa, trông Mon thích không kìa? Kêu, Mon ơi! Trông tiêu, nào lại đây. Xong nữa hả? Ừ, thôi để ba giặt rồi mặc nhá. Thì để ba phụ đồ cho em Ca là nào. Đây Mon ơi!
Thôi kệ em Mon, để em Mon đi chơi. Đầu Mon các bạn. Cá ơi, đây đây nào. Cá lại đây nào. Đây mặc quần áo đã nào. Đây mặc quần áo từ sau của em nhé. Đây là áo mặc bình thường. Ê nào, chúng ta để bông mặt thử xem nha. Để anh ca xem một số. Để anh ca hơi rộng. Món ơi, lên đây nào. Lên đây. Trời ơi, mới có quần áo mới thích nha. Nào lại đây nào, bây giờ thử ca nào vào mặt trong mặt nha. Quá trời. Món ơi nha, con ơi đi hết. Anh để mà xem nha. Ừ, hơi rộng nào, đứng dậy nào, đứng dậy một tí thôi, sao? Đẹp nha. Đây còn hai bông bộ này. Để sau anh em mặc nha. Đẹp quá. Đấy. Đi đâu? Nào. Nào cho em đi, cho em miếng đi. Chị cho em miếng đi. Không được giành ăn của chị, nghe chưa? À, đây. Đây. Em lên mà. Nào, mở lại cho. Đấy. Đây. Ôi, họ ăn sao thế hả? Đây của em, cho em miếng. Để mở lại cho em cái khác nha. Nào, đây. Ừ. Nha. Rồi giờ ba chị em ngồi đây xem phim nha, để ba đi nấu ăn nha. Đây xem TV nha. Đâu? Đây. Ồ. Con đã. Nha. Đấy, ở đây. Cảm ơn này, ai đặt quà cho con luôn, cảm ơn đi nha. Thank you. Thank you very much. Đây để bạn cảm ơn nào. Ô chà. Đây là món quà của một fan hâm mộ đã gửi tặng cho Mon và Kaka. Và món quà rất là ý nghĩa. Thank you my friend. Nào, hãy đứng ở đây nhá. Ở đây để ba đem chị đi tắm để nấu ăn này chưa? Đói lắm. Thôi chị nữa xem. Nè, đi. Đi tắm lại nha. Nào ba dọn đi nhá, hai em ngồi xem TV đi để ba dọn đi chưa? Đấy, ngồi đây xem TV với em đi, con ơi.